Why? Oh why, oh why, oh why? Oh why, oh why, oh why? Tại sao ta? Tại sao nhỉ? Why, oh why? Chẳng ai thắc mắc. Oh why? Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với Why, oh why, nơi mà chúng ta sẽ tìm lời giải cho những câu hỏi vì sao. Và câu hỏi ngày hôm nay đó chính là: vì sao ngồi ghế sau lại khiến cho chúng ta say xe nhiều hơn so với ngồi ghế trước? Và từ thời cổ đại, người Hy Lạp và La Mã cổ đại đã có những cái kiến thức về chứng say xe khi di chuyển bằng phương tiện đi lại rồi. Do đó có thể nói chứng say tàu xe đã tồn tại qua một lịch sử rất là lâu dài. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân gây say tàu xe. Say tàu xe là cảm giác hình thành khi mà chuyển động cảm nhận trong tai, chuyển động cảm nhận ở mắt và cảm nhận ở cơ bắp xung đột với nhau. Khi đó não bộ không thể xử lý tất cả các tín hiệu xung đột này, gây ra cho cơ thể cái cảm giác chóng mặt và buồn nôn. Trong đó vai trò của tai là một phần của hệ tiền đình. Tiền đình là một hệ thống thuộc hệ thần kinh, bao gồm 3 cặp ống bán khuyên, xoang nang và cầu nang, có chức năng xử lý các thông tin thuộc về kiểm soát sự thăng bằng của cơ thể và những chuyển động của mắt. Tai trong có nhiệm vụ kiểm soát cảm giác cân bằng của cơ thể. Ống bán khuyên chứa dịch lỏng chuyển động khi đầu di chuyển. Xoang nang và cầu nang nhạy cảm với trọng lực. Những bộ phận này phát tín hiệu để não bộ nhận biết khi cơ thể đứng lên hay là ngồi xuống. Còn vai trò của não bộ thì não bộ nhận tín hiệu từ các bộ phận ở tai trong và thường hiểu được những tín hiệu này. Tuy nhiên đôi lúc não bộ cũng bị rối. Ví dụ như là khi mà ngồi trên máy bay, hành khách cảm thấy mình đang di chuyển nhưng mà mắt lại gửi tín hiệu tới não rằng thực chất họ đang ngồi yên. Ví dụ khác là sau một chuyến du thuyền dài trên biển, hành khách sẽ có cảm giác dập dềnh dù đã yên vị ở trên mặt đất rồi. Thế thì ai thường hay bị say tàu xe ạ? Bất cứ ai cũng đều có thể bị say tàu xe hết, nhưng mà đối tượng phổ biến nhất là trẻ em, phụ nữ có thai. Không giống như cảm lạnh thì say tàu xe không phải là bệnh lây nhiễm. Và bây giờ thì chúng ta mới đi vào trọng tâm là giải thích vì sao mà ngồi sau xe lại khiến cho chúng ta dễ bị say hơn hoặc là say nặng hơn. Lý do khiến cho chúng ta có cảm giác đó bởi vì là tầm nhìn của chúng ta khi mà ngồi sau thì bị hạn chế. Cảm giác say do chuyển động xảy ra khi cơ chế cân bằng trong tai ghi nhận sự chuyển động, song mắt lại khẳng định rằng ta đang đứng yên một chỗ. Sự khập khiễng này chính là lý do khiến cho chúng ta mất cân bằng và say xe. À, mắt bảo một đằng, tai lại nói một nẻo, thành ra là não bộ xử lý không kịp. Chính vì thế mà khiến cho chúng ta bị chóng mặt, đau đầu và thậm chí là buồn nôn. Ngoài ra thì một số triệu chứng khác khi mà bị say tàu xe nữa có thể là tăng tiết nước bọt này, chán ăn này, da bị tái nhợt, rồi kéo theo cái cảm giác vô cùng là mệt mỏi và khó thở, bị thở nông nữa. Thế thì một vài cái bí quyết để chúng ta có thể giảm say tàu xe đó là: chúng ta cũng biết là khi mà triệu chứng này cũng kéo dài không quá lâu đâu, thường là sẽ hết khi mà cơ thể quen với di chuyển của tàu xe. Hoặc là nếu như mà cơn say tàu xe không tự hết thì có một vài cách đơn giản như thế này: là chúng ta phải thực sự là thoải mái với tinh thần, thả lỏng cơ thể, tìm một hoạt động nào đó để chúng ta tập trung vào, như là hít thở sâu này, đếm lùi từ 100 đấy, rồi nhắm mắt lại là cũng là một cách hiệu quả khác. Cố định mắt nhìn thẳng vào một điểm. Thường những người say xe là lên tâm lý đã yếu rồi, là không dám nhìn vào một cái thứ gì hết, đặc biệt là nhìn sang hai bên đường là cảm giác như là mình đang ở một cái vũ trụ nào đó, hoặc là bị ném vào một cái thùng xong rồi quay vòng vòng, và càng khiến cho cái cảm giác say xe nó kinh khủng hơn. Mà tinh thần mà đã hoảng loạn rồi thì có thể là lúc đó là ói ngay lập tức. Rồi chúng ta chú ý là không uống rượu bia trước khi mà lên tàu xe, ăn nhẹ, không nên để dạ dày bị rỗng khi lên tàu xe. Rồi hít thở không khí trong lành, và đặc biệt là không tiếp xúc với những cái mùi nó khó chịu như là mùi thuốc lá này, hoặc là đặc biệt giống như Tuco là sẽ không ngửi được mùi quá thơm, quá nồng như là mùi nước hoa, mùi tinh dầu. Rồi không nhìn vào điện thoại, rồi cũng không đọc sách báo khi mà di chuyển vào tàu xe luôn. Có một số những cái biện pháp tự nhiên khác, ví dụ như chúng ta có thể sử dụng gừng tươi. Một số nhà khoa học chứng minh rằng rễ gừng tươi vốn từ lâu đời được sử dụng như một bài thuốc truyền thống chữa buồn nôn, có hiệu quả tốt với các triệu chứng say tàu xe. Cắt một lát gừng tươi cầm trên tay, lúc ngồi trên xe ô tô thì đặt dưới lỗ mũi ấy, để cho cái mùi vị hăng cay để bay vào mũi. Cũng có thể cắt một miếng gừng dán vào rốn, lấy băng bông dính lại là được. Không biết là mọi người đã thử cách này chưa và có thấy hiệu quả không? Rồi chúng ta có thể sử dụng lá bạc hà, cũng sẽ giúp cho cơ thể dễ chịu, làm dịu đi cái cảm giác say xe. Và bên cạnh đó thì thuốc say xe, thuốc chống say xe cũng là một cái phương pháp mà có lẽ nhiều người sẽ sử dụng. Nhiều người nói rằng là đã thử hết cách này cách khác rồi, tuy nhiên thì cũng không có thể giảm đi được. Nhưng mà với bản thân Tuco là một người cũng bị say xe rất là nhiều,
trước khi lên xe đã bị say xe và nôn nói rồi. Thì sau này mình thấy là mình đi càng nhiều thì cái khả năng thích ứng của mình càng cao. Tiếp theo nữa là mình sẽ phải ăn uống thật là đầy đủ, giữ một cái tinh thần thật là thoải mái. Bởi vì mình phải đối diện với nó quá nhiều thì lâu dần mình sẽ có cảm giác bị chai lì đi và cái tình trạng say xe nó cũng giảm. Với Thu Cô thì nếu mà liệu pháp tự nhiên ấy, hiệu quả có lẽ là vỏ trái cam, trái quýt mình sẽ đem lên xe, vài trái tươi hoặc là mình bóc sẵn cái vỏ đấy, cứ cầm ở trên tay hoặc là bỏ vào bên trong cái khẩu trang luôn. Lâu lâu mình cứ bóp nhẹ cái là tinh dầu ở trong cái vỏ cam, vỏ quýt đấy nó bắn vào trong mũi mình, tự nhiên mình cảm thấy dễ chịu. Đây vân vân và vân vân, nói chung là mỗi người sẽ có một cái cách khác nhau. Mình cứ thử cách này không được thì mình thử cách khác. Với những liệu pháp tự nhiên thì mình thử thoải mái. Còn với những cái liên quan đến thuốc thì chúng ta cần phải có sự tư vấn của bác sĩ. Thì hy vọng là ngày hôm nay đã lý giải cho mọi người vì sao mà chúng ta ngồi trên xe bị say và đặc biệt là ngồi phía sau nữa. Ngoài ra thì cũng có một số những liệu pháp gợi ý cho mọi người. Và không biết là mọi người đã áp dụng những cái biện pháp nào để có thể giảm tình trạng say xe. Hãy chia sẻ cùng với Tuco và YOY nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Các bạn nhé.